Cuộc sống căng thẳng, mệt mỏi, áp lực công việc khiến việc ăn uống trở nên thất thường, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến dạ dày của con người, dẫn đến các biểu hiện đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, khó tiêu, đau thượng vị, trào ngược dạ dày thực quản. Những triệu chứng gây bất lợi cho cuộc sống và công việc của bạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần. Về lâu dài, có thể gây ra bệnh viêm loét dạ dày tá tràng và có thể dẫn đến ung thư dạ dày. Theo thống kê, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 12.000 ca mắc ung thư dạ dày và khoảng 8.000 ca tử vong. Giới thiệu sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạ dày Dạ Vị Khang. Với các thành phần chủ yếu là các thảo dược từ thiên nhiên như ô tạc cốt, hậu phác, lá khôi. Sản phẩm có tác dụng giúp hỗ trợ giảm axit dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ cải thiện các biểu hiện và giảm nguy cơ viêm loét dạ dày tá tràng. Sản phẩm được sử dụng cho các đối tượng người bị viêm loét dạ dày tá tràng và những người có nhu cầu bảo vệ và duy trì sức khỏe dạ dày. Không còn ợ hơi, ợ chua, không còn đầy bụng khó tiêu, ăn uống ngon miệng hơn, tinh thần thoải mái hơn. Dạ Vị Khang, vì sức khỏe dạ dày của bạn. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.